Ôi, anh ơi, sắp tới phút này kìa anh ơi. Ồ, ui, làm gì nhau kìa anh ơi. Cái gì vậy? Kẻ im từ từ trật tự để xem coi. Hấp dẫn mà. Ui, coi phim mình đợi mãi mấy phút này á. Cái thằng này kìa, quỷ sứ à? Quỷ sứ à? Quỷ sứ à? Đê đê. Ui, ui, nó sắp làm gì nhau rồi kìa. Đâu ra. Ơ à, má đẻ à? Ui, giờ sao anh? Cái thế. Đi chứ sao, ngồi đây làm chi vậy? Ngồi đây cho nóng chết hả? Trời, đang tới lúc này không ta? Tỉ mắt để được đâu. Thiệt chứ. Bỏ nè, làm gì vậy? Đang định nấu cơm mà tự nhiên mất điện nè, giờ sao đang không biết nữa. Rồi sao mày nấu đi, không lẽ trưa nay thì tối hả? Để nó mất điện mà. Ừ. Thì đi lấy bếp lửa mà nấu. À, sao nghỉ ra? Thờ căm mà. Thì thôi, hai người đi nấu với em để luôn đi vô, có cơm ăn. Go! Trời ơi, chị thích nấu rồi giờ còn bắt đi nấu nữa. Mẹ đi không đói bây giờ. Mẹ đi. Trời ơi, không xỉu quá. Con trai mình lại. Rồi còn thổi tiếp đi còn ngồi đó nữa. Ai biểu mày bày ra cái trò này làm chi rồi mày ngồi mày thổi. Dạ, ai biết đâu, nói từ đùa, ai ngờ nó kêu đi thiệt kìa. Thôi thổi tiếp đi, chưa còn cơm ăn. Trời đất ơi. Thôi thôi nín đi mệt quá. Thổi nhiệt tình lên. Ủa, có chưa? Có rồi nè. Từ. Có lửa rồi, có lửa rồi. Để gớm lên nha. Để gớm lên nha. Gì vậy? Cái gì vậy? Thổi đi kìa nó đang thổi quá. Ôi trời. Bây giờ mình chơi trò chơi đi. Chơi gì vậy? Chơi bịt mắt bắt dê đi. Hả? Bóp dê hả? Bịt mắt bắt dê. Ủa? Được, đi. Đi được quyền. Đâu rồi? Làm gì vậy? Dạ. Làm gì kia? Ngồi dưới tầng 2 mà ngửi mùi khét lẹt à? Xả. Cháy rồi. Trời ơi, khét lẹt à. Ai bày trò này đây? Cơm chứ một buổi trời với tôi đó. Điện mà. Rảnh quá ha. Trời ơi, cắm điện chứ mới đặt cơm mà ăn có hơi đâu mình. Tại sao không á? Tại mày á. Rồi cố gắng ngồi đi, ngồi ngửa đây tôi nha. Chơi trò chơi không coi được cơm vậy nó khét rồi kìa. Mày đâu có bạn này. Mày lúc nào ăn đâu. Thôi. Tại hai mày. Tại anh đó. Ai đó? Trời. Một hai ba này, câu mua này. Ok, câu mua này, câu ba này, câu ba này. Lên. Ơi, tại sao mọi người kém? Cái gì vậy kém? Rồi xong luôn. Hết pin. Trời ơi, đang mất hết pin nè. Nơi rồi kìa. Gì thế? Còn chừng nào mới có điện gì trời. Khó chịu ghê luôn á. Thôi nghỉ chơi đi. Em thử tiếp. Mấy ngày rồi em chưa tắm vậy? Em mới tắm hôm thứ hai mà. Thứ hai. Ủa, hôm nay là thứ hai mà. Thứ hai, hôm nay thứ hai em ơi. Thứ hai chưa? Dơ quá. Em cấp điện nó có giặt đồ được đâu. Đáng lên án và bài trừ. Rồi đây. Được, em thấy được đó. Hello. Gì vậy? Mẹ thì bình thường tôi toàn giặt đồ bằng máy giặt không mà. Nhà này có mình mà con gái à nên giờ cúp điện bà giặt giùm nhé. Ok, cảm ơn nhé. Cảm ơn. Anh chưa bao giờ giặt đồ hết. Con rảnh hả? Có gì vậy trời? Làm đi chưa học quen bạn ơi. Cái gì vậy? Không để gì bằng tay. Ôi, chừng nào mới có điện đó. Uầy, đêm nay ép ngon và căng cực. Đêm nay anh chơi với người yêu thôi. Nhỏ. Em hôm nay ngon và căng cực. Em, mình đi chơi thôi. Anh đi chơi với tôi mà anh đang bằng như này á. Cái này là do không có do gì hết á. Không có tại luôn. Anh xem lại mình đi. Thấy lành ít dữ nhiều. Chia tay đi. Ủa? Ê mọi người coi nè. Cái ông này đi đồ với trẻ 5 triệu sub mà đi chơi với gái mặt bần để gái bỏ. Mọi người kết thúc mở hả? Ai? Gì vậy? Ai nhìn đây. Ủa? Ê, chó hả? Ai chơi vậy? Hả? Mày biết làm con chim nè, để nè. Ôi, cái biết làm gái à? Tươi hả? Ôi mà cái mệt nữa nghe nè. Hả? Bây giờ mình chơi giờ này á, có khi nào tối nay mình ngủ mình bị bóng đè không? Mình chơi bóng, tối bị bóng đè á. Gì? Tự nhiên nói gì thấy ghê vậy? Thiệt. Trời ơi. Nó bôi đi nè bực. Nó ra mua tàn con hồn con đàn cái này ơi. Trời. Mấy anh kỳ quá à, hù em hoài. Trời tối này kể chuyện ma xuống rồi. Cảm ơn. Ồ, cho chị kể chuyện ma đi chứ mọi người. Ok. Kể đi. Có một anh sinh viên kia đi làm về lộn lại. Có một anh sinh viên kia bắt xe về quê lúc 1 giờ khuya. Xong rồi ảnh lên xe nhưng mà trên xe chỉ có 2-3 người thôi à. Mà không khí trên xe rất là lạnh lẽo luôn nha. Không có một tiếng động luôn. Xong rồi cái ảnh ngồi xe một hồi cái anh cũng quên mất tiêu. Xong rồi cái một chút á anh tỉnh dậy. Trên xe không còn một ai luôn. Không một bóng người. Mà cái xe vẫn còn đi chậm. Xe đi chậm rồi ông tài xế đâu? Ừ, đúng rồi. Đó, xong rồi anh mới la làm một tiếng. Bà nội nó đang hết hồn điều tự nhiên ma. Chưa xong là một tiếng ma. Xong rồi có một tiếng người đàn ông cất lên. Tiếng người đàn ông rồi nói cái gì? Ông nói gì? Ông kêu là kêu anh nó xuống đẩy xe chứ xe hết xăng. Cái đó là vô duyên thiệt đó em. Mẹ nó tào lao rồi chứ. Hay quá. Câu chuyện hay quá. Kể gì cũng kể nữa. Ừ. Nghe nè. Thế tôi kể, tôi có câu chuyện hay lắm. Ở một đất nước nọ có một cậu thanh niên. Cậu ta thường chơi game tới 3 giờ sáng. Phạm Linh đúng không? Vẫn như thường lệ, cậu ta vẫn chơi game. Nhưng nhân vật của cậu ta là một ma nữ. Nhưng hôm đó cậu ta đang chơi thì lại bị cúp điện và cậu ta đi ngủ. Nhưng cậu ta lại thấy màn hình máy tính của mình vẫn bật. Và cô ma nữ đó đi từ trong màn hình ra. Ôi cô ma kìa. Sợ hả? Tôi chỉ biết mẹ không? Biết phụ á. Kể gì mới là kể đó. Kể chuyện đâu có sợ hết. Nhỏ sợ hết trơn hết trọi rồi. Mọi người ơi, bây giờ tôi có chuyện này còn ghê hơn chuyện ma nữa nè. Cái gì? Cái đèn cậy nó cháy rồi kìa. Ok mọi người, thì clip của mình hôm nay xin kết thúc đây. Nếu mọi người thấy clip này hay để lại cho Happy một like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình đi dập lửa đây. Các bạn đừng trúng lửa, mình chạy tụi mình nha.